Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại huyện Lai Vung, đến nhà vườn anh Thuận nha. Sẽ có một số bông trang gồm có Mỹ Vàng, Mỹ Cam và một số trang lá nhỏ muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi, chào anh Thuận. Chào anh Thái. Dạ, mến chào quý cô chú anh chị mình đang xem kênh Pháp Thái TV ha. Hôm nay trở lại nhà vườn có số bông trang ha, lá nhỏ đó cho muốn giao lưu cùng quý cô chú anh chị ha. Rồi, nói đầu tiên thì cho nhà vườn nhà kênh Pháp Thái trở lại chúc quý cô chú anh chị mình một ngày mới thật nhiều sức khỏe, làm ăn luôn luôn gặp nhiều công việc ha. Địa chỉ em thì Tân Long, Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp. Số điện thoại là 0899 486 958, đó là số lô luôn quý cô chú anh chị. Em quay cây đây là số lượng em còn ngoài vườn rất nhiều ha. Đầu tiên xin vô mã số 0 đi ha. Là một cặp thái đỏ nha, phôi nha. Rồi chiều cao nó 40 ha. Tán ngang nó 37 ha. Hoành là 13. Rồi cái đây chiều cao được 38 nè. Tán ngang mình 37. Hoành đây là 12 ha. Rồi một cặp số 0 này em xin giao lưu cho 350.000 ha. Giá này là bao gồm cả phí ship nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo cái số 1 là một cây thái vàng ha. Hàng này đang búp bông quá trời luôn. Full nụ quý anh chị em. Rồi chiều cao mình 60 ha. Tán ngang mình thì 60 luôn. Hoành là 12 ha. Rồi mã số 1 này em xin giao lưu cho 200.000 ha. Giá này bên em đã bao gồm cả phí ship tới nhà luôn nha. Tiếp theo cây số 3 là một cây thái đỏ tàn tròn ha. Mà số 2. Số 2 chứ, lộn. Thái đỏ tàn tròn. Rồi chiều cao mình được 88 ha. Tán ngang mình 1 m. Tròn trên banh ha. Thoát thân được 14 ha. Còn đây là 11. Rồi mã số 2 là em xin giao lưu với 350.000 luôn ha. Tiếp theo số 3 là một cây vàng son, vàng trắng son nha quý cô chú anh chị. Rồi chiều cao 1 m 9 ha. Tán ngang được 67. Thoát thân 57 ha. Hoành nó có 9. Hoành là 8 ha. Rồi mã số 5 nè, mã số 3 này em xin giao cho 250.000 ha. Tiếp theo mã số 4 nha, là một cây Mỹ vàng chanh ha. Hôm qua bên em mưa quá, em đóng mã số được, em bấm dính vô đây luôn à. Chơi đồ bấm luôn à. Mấy tháng mới có đám mưa hả? Ở vậy. Chiều cao mình 92. Tán ngang mình 82. Thoát thân được 35 ha. Hoành đây là 12 rưỡi, em tính 12 ha. Rồi mã số 4 là em xin giao lưu cho 300.000 ha. Tiếp theo mã số 5. Em làm mấy vàng chanh luôn ha. Màu rất là sáng quá anh chị em. Chiều cao mình 91. Tán ngang mình là 90. Thoát thân được 39 nè. Hoành đây là 11. Rồi mã số 5 này em xin giao lưu cho 300.000 luôn ha. Tiếp theo mã số 6 ha. Là Mỹ vàng nghệ nha. Nó đậm hơn Mỹ vàng chanh mà nó có sọc đó. Rồi chiều cao mình 92. Tán ngang mình 1 m ha. Thoát thân được 35. Hoành đây là 13 ha. Rồi mã số 6 này em xin giao lưu cho 300.000 luôn ạ. Tiếp theo mã số 7 là Mỹ vàng chanh luôn ha. Chiều cao mình 93. Tán ngang mình 99 ha. Thoát thân được 39. Hoành là 11 ha. Rồi mã số 7 này em xin giao lưu cho 300.000 luôn ạ. Tiếp theo mã số 8 là Mỹ vàng chanh ha. Chiều cao mình 80. Tán ngang mình 85. Thoát thân được 29 ha. Hoành là 12. Rồi mã số 8 em xin giao lưu cho 300.000 luôn ạ. Tiếp theo mã số 9. Mỹ vàng nghệ anh chị em. Cái hàng này là em thường chậu lâu lắm nghe quý cô chú anh chị, cả năm ha, thường chậu cả năm hết rồi ha. Chiều cao mình 93. Tán ngang mình 98. Thoát thân được 44 ha. Hoành là 13. Rồi mã số 9 em xin giao lưu cho 300.000 luôn ha. Tiếp theo mã số 10 ha, là một cây Mỹ cam ha. Mỹ cam cuốn đỏ nha, bông rất đậm ha. Chiều cao mình 89. Tán ngang mình 89 luôn ha.
thoát thân được 32. Quỳnh là 11 ha. Rồi mã số 10 em xin giao lưu cho 300 ngàn luôn ha. Tiếp theo mã số 11 ha, vẫn là cây mỹ cam ha. Chiều cao mình 98, tán ngang mình 80, thoát thân được 40, hoành là 11, mã số 11 em xin giao lưu với 300 ngàn luôn. Tiếp theo mã số 12, cái cây này nó thẳng nha quý cô chú chị, tại mình thường chậu lâu quá lúng nó nghiêng ha, đây, vậy là vẫn thẳng bình thường ha. Thường chậu hơi lâu rồi nó lúng khoanh xuống á. Rồi chiều cao mình 98, tán ngang mình 86, thoát thân được 34 ha, hoành là 11. Rồi mã số 12 nằm xin nhau với 300 ngàn luôn ạ. Tiếp theo mã số 13 ha, vẫn là cây mỹ cam luôn ha. Rồi chiều cao mình 93, tán ngang mình 82, thoát thân được 39 nè, hoành đây là 12. Rồi mã số 13 này em xin giao lưu cho 300 ngàn luôn ạ. Tiếp theo mã số 14 ha, vẫn là cây mỹ cam ha. Cây này thân hơi co lắc ha, lắc tự nhiên nha. Chiều cao mình 92, tán ngang mình 82, thoát thân 46 ha, hoành là 13. Rồi mã số 14 này em xin giao lưu cho 300 ngàn luôn ạ. Tiếp theo mã số 15 ha. Cây một cây đỏ nhung lá bóng ha. Cây này thì nó chuẩn bị ra hoa ha, nó mới có một cái hoa nè. Thôi chiều cao mình 1m02, tán ngang mình là 90, một cốt thoát thân thẳng ha, thoát thân được 39, quỳnh là 11 ha. Rồi mã số 15 này em xin giao lưu giá 300 ngàn ha. Tiếp theo mã số 16 ha, vẫn là đỏ nhung lá bóng ha, một cốt thẳng băng, tại mình thường chậu nó hơi nghiêng lúng. Chiều cao 1m1, tán ngang mình là 95, thoát thân được 53, hoành là 11 ha. Rồi mã số 16 này em xin giao lưu cho 300 ngàn luôn ạ. Tiếp theo mã số 17 ha, là một cái hàng cổ dân trắng quý cô chú anh chị. Hàng này số lượng mà còn vừa còn tầm chục cây ha, nách lá nó cũng có bông nữa nha cái dòng này ạ. Chiều cao mình 1m, tán ngang mình 90, thoát thân được 30 ha. Quyền em đo cái eo trên này ha, em đo cái eo trên này là 13 ha, đo cái cổ cái cục trên này là 18 ha, cái cũ trên này 18 ha. Rồi mã số 17 này em xin giao lưu giá 400 ngàn luôn ha. Tiếp theo mã số 18 ha, là một cặp nha quý cô chú anh chị. Chiều cao mình 97 ha, tán ngang mình 90, thoát thân được 30 ha. Cái cũ là dữ lắm, đo cái hoành trên này đi, hoành này là 14 ha, cái cũ xuống đây là 20 ha. Rồi mã số 18 em xin giao lưu cho 400 ngàn luôn ạ. Tiếp theo mã số 19 ha, cây hồng phấn nói chung nha quý cô chú anh chị, cây này thường chậu lâu lắm mà, cả năm mà. Rồi chiều cao 1m ha, tán ngang mình thì 90, một cốt thoát thân 57 cm ha, chia hai thân ha, hoành đây là 16 ha. Rồi mã số 19 này em xin giao lưu 400 ngàn luôn ạ. Tiếp theo mã số 20 ha. Rồi cái kia bây giờ bằng xe luôn rồi. Là một cây thái đỏ ha, tàn nón, chiều cao mình 78 ha, tán ngang mình được 80, một cốt thoát thân tắt nè, hoành là 12. Rồi mã số 20 này em xin giao lưu 300 ngàn luôn ạ. Giờ mình xây ra đó luôn. Tại đây đi. Rồi tiếp theo mã số 21 ha. Là một cây trang sen nha. Màng này nặng lắm, sen Nhật. Rồi chiều cao của mình là 1m35 ha, đã ngang được 1m08, thoát thân thì được 29, mình đeo chỗ này là 21 ha. Rồi mã số 12 này em xin giao lưu cho 21 này em xin giao lưu 1.200.000 đồng ha. Để bên này đây. Cây này mấy cây này khi mấy cái lớn thì đi là em ghép xe nha quý cô chú anh chị.
Tiếp theo mã số 22. Mấy cây này em ghép xe chứ không đi vô cục được. Hàng một cốt tàn tròn, hàng khai thác đúng chị em. Hàng này hàng khai thác theo quý cô chú anh chị. Chiều cao mình 1m25 ha. Tán ngang mình 1m28. Thoát thân thì được 32. Và nếu nó vị trí là 18 ha. Rồi mã số 22 này em xin giao luôn 1.400.000 đồng ha. Hàng này hàng già nha quý cô chú anh chị. Thành phẩm luôn chị em. Hàng khai thác nha chứ không phải hàng công nghiệp. Rồi, tiếp theo mã số 23. Là một cây thái đỏ luôn ha. Rồi chiều cao mình 1m22. Tán ngang mình là 1m3 ha. Thoát thân thì được 30 ha. Vành đo đây là 18 ha. Rồi mã số 23 này em xin giao với 1.400.000 đồng luôn ha. Cái này khi đi em gửi xe nghe, hàng này nặng lắm. Rồi tiếp theo mã số 24 ha. Một cốt thẳng luôn chị em. Cày rất là mượt luôn. Rồi chiều cao mình 1m30. Cái ngang mình được 1m ha. 1m5 tính mét ha. Thoát thân cái này được 45. Và neo đây là 20 ha. Rồi mã số 24 này em xin giao cho 1.400.000 đồng luôn ha. Thì đó đây coi. Đây đây. Rồi là rồi đúng rồi. Tiếp theo mã số 25 ha. Hàng này hàng lớn nha quý cô chú anh chị, hàng cổ quá anh ra không có người khiêng nổi ha. Chậu này khoảng 3 người khiêng nha. Còn lại 3 cây ha, 8 cây đi hết 5 cây ha. Rồi chiều cao mình là em là hết thước ha, 1m5 ha. Tính từ mặt chậu anh chị. Tính từ mặt chậu nha, em không tính dưới đá chậu. Rồi tán ngang mình hết thước luôn ha. Cây này về quýnh chị em là 1m5 luôn. Nó sẽ lên hoa. Này thường rồi thay chậu 2-3 lần rồi ha. Cái này là hàng cụm nha quý cô chú anh chị. Nói chung hàng già thì nói chung hàng bụi nó cốt nó không lớn ha. Tổng cụm được 36 ha. Đo thân đại diện lớn của nó ha. Là 15 ha. Rồi cây mã số 25 này em xin giao lưu giờ là 3 triệu đồng ha. 300 km nha quý cô chú anh chị. Tàn thì nói chung là siêu đặc rồi quýnh chị em. Rồi tiếp theo mã số 26 ha, 256 là cặp ha, đường cây kia đó. Rồi chiều cao mình là tính 1m4 đi ha. Tán ngang thì 1m5 đi, xả em nó giáp ha. Đàn sổ búp nè. Tổng có cụm nó coi. Trời, tổng cụm nó được 43 ha. Rồi mã số 26 này em cũng xin giao lưu rồi. 3 triệu đồng luôn ha. Bao 300 km. Rồi tiếp theo mã số 27 là cuối clip ha. Tại mấy cái này lớn quá em không có khiêng nổi lên bằng xây ha. Ba người khiêng cái chậu có nói. Rồi chiều cao cái này là 1m5. Tán ngang em là 1m5 luôn ha. Hết thước em một sải tay luôn ha. Đó tổng cụm đi. Hàng này hàng bụi nó lâu năm mà. Rồi tổng cụm được 33 ha. Rồi mã số 27 này em xin giao lưu nha. 3 triệu đồng luôn ha. Thì nói chung là cái mẫu lớn em chỉ còn có 3 cây duy nhất thôi. Rồi cuối clip thì em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị này ha. Thời gian qua thương tình tin tưởng ủng hộ nhà vườn ha. Xin chào quý cô chú anh chị, hẹn gặp lại clip sau. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn anh Thuận nha.